Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy vào chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án đến từ ADA nhé. Một dự án đăng ký tài khoản mọi người sẽ ăn chia phô giải thưởng là 1.000 tỷ token ADA. Và sẽ có phô giải thưởng là mọi người sẽ nhận được là 1.000 token ADAA nhé, tương đương cả là 100 đô. Đấy. Và xem nào. Level 1 150 ADAA, level 2 là 100 ADAA, level 3 là 50 token ADAA. Cũng không biết nó random hay là gì, nhưng mọi người cứ tham gia đăng ký để cho mình nhá. Đầu tiên mọi người sẽ nhập đăng ký tài khoản trên này cho mình, nhập nhập username tài khoản của mọi người nhỉ. Sau đó nhập địa chỉ email của mọi người vào. Rồi tiếp theo là nhập mật khẩu. Tiếp đến là nhập lại mật khẩu cho mình. Rồi sau khi nhập lại mật khẩu, tiếp đến là địa chỉ ví. Ở đây mình sẽ dùng địa chỉ ví ETH ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask của mọi người thôi. Copy địa chỉ ví ETH. Rồi. Sau đó gửi địa chỉ ví ở đây. ERC20. Rồi. Sau khi gửi địa chỉ ví, bấm vào Register. Bấm lưu lại cho mình. Ok. Xem nào, bây giờ mọi sẽ là các nhiệm vụ dưới này cho mình này. Đây, hình như là mình nhận được 1.000 token này. Cái này không biết là rút tiền kiểu gì đây luôn nữa. Chưa hiểu lắm, đúng không ạ? À, quick draw đây này. Trước tiên bây giờ mọi sẽ là các nhiệm vụ đã. Follow Twitter. Follow Twitter, tao là kênh Twitter đâu ta? Bấm Airdrop nó xem nào. Không thấy các kênh Twitter hay là mạng xã hội đâu. Ở đây rồi nhá. Tí nữa mình sẽ để link kênh Twitter cùng Twitter là một, là kênh Telegram là hai nhá, ở dưới phần mô tả cho mọi người nhé. Đây giờ mình bấm vào mọi người follow thôi. Ok, ở cái chỗ này này, follow Twitter này, like vào retweet này, join vào kênh Telegram này. Thì mình sẽ để link ở phần mô tả để mọi người follow nhá. Facebook này, TikTok này thì cái này thì bỏ qua. Đấy. Đây, bây giờ mình sẽ vào follow này. Đầu tiên là join vào kênh Telegram đúng không ạ? Ra vào kênh Twitter này, mình sẽ mở lên cái Twitter này, follow này, ở đây bấm theo dõi cho mình này, sau đây kéo xuống dưới cái bài đăng này nhá, mọi người bấm theo thích này, sau đó retweet là bài đăng. Dự án này khá mới nên không biết là có uy tín hay không. Tiếp theo là join vào hai kênh Telegram, một kênh Channel và kênh Group nhá, mọi người sẽ join vào, mở lên, bấm tham gia cho mình nhá, bấm tham gia, ok, sau đó mình chat cho mình từ, rồi. Đây là một dự án khá mới, anh em có thể cân nhắc, nếu như anh em cảm thấy nó uy tín thì anh em tham gia nhé. Mình chỉ chia sẻ thôi. Tiếp tục mở lên bài đăng này. Đấy, rồi. Đã xong. Ok. Đấy, dự án này nó mới ra luôn, thì mình chia sẻ với mọi người luôn. Rồi, ok, sau khi join xong thì mọi người quay trở lại Eros thôi. Đây, mọi quay trở lại đây. Đấy. Rồi. Ở cái phần này này mình sẽ hướng dẫn mọi người lấy link này, chia sẻ này, bấm vào marketing nhé. Ở đây mọi người sẽ bấm vào chữ affiliate marketing link, mọi người sẽ copy cái link để đi chia sẻ bạn bè người thân nhé. Đây bạn bè người thân ở đây copy link này. Ở phần withdraw thì bấm vào withdraw cần rút tiền nào. Mạng mình hơi yếu mọi người thông cảm nhé. Ok, ở phần withdraw này xem nào. Cái nhóc nó cần phải là mọi người sẽ cần phải tuyển đúng hai red nhá. Đấy mọi người mới rút được tiền nhá. Bởi vì hiện tại cái số dư của mình nó chưa 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 cộng vào đây nên không thể rút được tiền nhá. Đấy. Hình như mọi người thấy tuyển tuyển đúng hai red thì mọi người sẽ mới rút được tiền sao? Mà cũng không thấy rút tiền ở đâu nhỉ.
Đấy, nói chung là dự án này mới mới ra nên mình chia sẻ với mọi người luôn. Ok, nếu anh em cảm thấy dự án có khả năng uy tín thì mọi người sẽ có thể tham gia dự án này cho mình nhé. Cảm ơn mọi người xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.